Trở lại chuyên mục hôm nay ăn gì thì Noel là món khoái khẩu á, là món dưa hấu với lại Angela nữa. Hai chị em thích ăn dưa hấu á, nên má đã mua quả dưa hấu này to ơi là to luôn. Giờ bắt đầu cắt ra nè, hồi hộp lắm. Bữa giờ mua toàn là bị không có được ngon. Bắt đầu nhìn nha, oh yeah. Nhìn vào cái nước bọt bắt đầu tràn ra. Bắn ra, mở ra, cắt ra, cắt ra. Một, hai, ba. Nhìn là thấy đỏ là ngon rồi. Cái loại dưa hấu này á hả, mỗi mỗi lần mua, hình như mua 10 lần thì được 7 lần á, còn 3 lần thì không có được ngon cho lắm. Ok, đã được rồi nha. Nhìn nó to kinh khủng, cắt nó cứng ngắc á. Rồi bây giờ mình sẽ đem vô cho hai chị em thưởng thức thử. Nên và Angela ơi, ăn nha, bắt đầu. Để coi thử em có thấy ngon không nha. Quả này có vẻ ngọt á. Ba ăn nè, ba đưa cho anh Noel ăn thử. Angela cũng thèm món này lắm. Nói chung là cả nhà đều khoái khẩu luôn. Rồi cả nhà mình cùng ăn nha. Hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là ngày 29 tháng 8, 2022.